Bắt đầu phản kích anh trai độc ác, nhờ vào khuôn mặt giống hệt mà thay thế. Nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ ngài rửa giày. Ừ. Ngươi lui ra đi, ta tự làm. Tiểu thư, ta không có gì khác, nhà họ Phương nhiều người làm không giống ở bên sườn núi. Ngươi cũng không muốn người khác biết, ngươi có khuyết điểm. Ngươi không muốn đem chuyện này đi kiện ta sao? Ta kiện ngươi có lợi gì cho ta? Đúng là vậy, nhưng kiện ngươi cũng chẳng có ích. Ừ, ngươi sợ ta vào phòng ngươi sao? Khoa tàn liễu bại, sợ gì bị ngủ cùng. Đợi đến khi Thu Ly hôn đến, ta cũng sống tốt hơn bị người đời khinh rẻ. Điều này không giống tính cách của ngươi. Ta nhìn đàn ông quá kém. Hôm nay dù chưa vào cửa nhà họ Từ, nhưng cũng là hoa lớn đỏ thắm. Bị người ta nhìn thấy, một nữ tử cưới hai chồng là nhục. Nếu lại bị ly hôn, sống để làm gì? Hơn nữa theo quy tắc, ta không có con cái. Nếu bị ly hôn thì sẽ bị quan phủ cưỡng ép tái hôn. Lại tái hôn người thứ ba ta thả chết. Ờ, cất dao đi, người cũng xui xẻo. Lúc này, dù hợp lý hay ly hôn, đều không thích hợp. Nhưng có một điều ta phải nói rõ, người em trai cùng cha khác mẹ của người dính liều đến vụ án cưỡng hiếp giết người. Lúc đó là Từ Lãng luôn che giấu. Cũng vì điều này, cha ngươi mới phải nịnh bợ Từ Lãng. Anh, có ảnh hưởng đến cha ta không? Cha ngươi chắc không sao. Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ về làng Thanh Sơn. Những chuyện xảy ra sau này, ta không biết gì hết. Nếu không phải ta đến kịp hôm nay, ngươi vào biệt viện của Từ Lãng, thì đã là người của Từ Lãng, chắc chắn sẽ trở thành tội phạm. Tội của Từ Lãng là không thể trốn thoát. Nguyên phối của hắn có thân phận không đơn giản, còn có thể miễn tội. Ngươi thì không may mắn như vậy. Hoặc vào cơ quan tôn giáo làm quan kỹ, hoặc rơi vào thanh lầu thấp kém nhất. Còn thảm hơn nhiều so với việc bị ly hôn tài giá ba lần. Ta có ân lớn với ngươi đấy. Ngươi muốn ta làm gì? Đến cọ lưng cho ta. Ta đi thay quần áo. Không cần mặc bộ lễ phục này, nhìn vào dễ bị kích động. Kỳ hì, không biết nếu Từ Lãng thấy cảnh này, có tức chết hay không? Ngươi không ly hôn ta, không phải vì sợ ta chết, mà vì lợi dụng thân thể của ta, phải không? Hừ, hừ hừ. Giờ ta thiếu phụ nữ sao? Cũng đúng. Nhưng ngươi đặc biệt nhất, dù ta có gì đặc biệt, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta biết ngươi cũng muốn trả thù Từ Lão. Từ lâu rồi, ta đã phát hiện ngươi ban đêm hay đứng ngoài cửa nghe trộm. Đêm nay ta sẽ chiều ngươi, chỉ tiếc là ngươi không làm chuyện đó được. Sợ là Từ Lão biết được, cũng sẽ cười ngươi. Nếu không ta chẳng ngại cùng ngươi vào ngục. Trước mặt hắn, cho ngươi thực sự trả thù hắn ơ. Ha 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 ha. Anh. Sao có thể thế này? Hắn không hề có khuyết tật. Thế là sao? Từ Lãng lừa ta? Hay là Từ Lãng cũng bị người đàn ông này lừa? Anh. Ngươi, khi ở làng Thanh Sơn ngươi vào phòng ta, một buổi sáng thức dậy, miệng thấy kỳ lạ, chính là mùi vị vừa rồi. Ha 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 ha. Ngươi say rồi, không chỉ một lần, ngươi rõ ràng là có khuyết tật mà. Hắn chắc chắn cố tình, chắc chắn bị hắn sàm sỡ. Không chỉ một lần, mà chiêu trò vừa rồi cũng quá nhiều, là những thứ ta chưa từng trải qua. Không lừa Từ Lãng, hắn sao có thể yên tâm dùng ta? Dậy đi, hôm nay ngươi sẽ về làng Thanh Sơn. Sáng sớm đã nghe trộm ngoài cửa, còn chui vào lòng đàn ông. Sao cha vợ ta dạy con gái lòng thế hư? Ngày con tôm của mẹ, ngươi biết đùa thật. Ta là mẹ ngươi mà. Muốn làm mẹ ta đến vậy, ta chẳng nhớ đã ăn cơm nhà ngươi. Ngày con tôm, mẹ đến gọi ngươi ăn sáng. Ngươi nhanh ra phòng khách. Bà ta dù sao cũng là người của cha ta, là bậc trưởng bối. Nếu ngươi muốn người hầu, khi ta về làng Thanh Sơn sẽ mang tiểu thúy theo. Ta chỉ tò mò người đàn bà nhiều mưu tính nhưng lại nhát gan này. Nếu ngày nào nhà họ Hứa sụp đổ, bà ta sẽ sống sao? Chẳng lẽ người em trai cùng cha khác mẹ của ta phạm tội lớn? Con rể hiền, các người đã đưa bao nhiêu bạc cho Từ Lãng? Nhà họ Phương là thương gia, chắc là có thói quen ghi chép. Con rể hiền, từ nay nhà họ Phương và Từ Lãng cắt đứt quan hệ, tuyệt đối không liên lạc nữa. Ta biết ít nhất là 3-4 nghìn lượng bạc. Từ Lãng, con sói đói không no, con lấy của ta mấy trăm lượng và 1.000 lượng tiền cưới, giờ là mất trắng cả rồi. Có ghi chép gần 5.000 lượng. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của nhà họ Phương. Giờ nhà họ Phương nhìn bề ngoài thì phồn, nhưng thực tế là chi tiêu hàng ngày không đủ, bị Từ Lãng rút hết rồi. Có muốn lấy lại chút nào không? Đương nhiên là muốn. Con rể hiền, nếu có thể lấy lại, ta nguyện ý đưa 3 phần cho ngươi làm thù lao. 5 phần, chia 3-7. Con rể hiền, 7 phần, ta cho ngươi 1 phần. Ngươi đem ghi chép Từ Lãng lấy bạc của nhà họ Phương, sắp xếp thành tập, nộp ra, rồi viết một bản tuyên bố, nói rằng bị Từ Lãng ép buộc đưa bạc. Ngoài ra, tháng trước nhà họ Phương mua giá rẻ từ lâu cũng giao ra luôn. Cái này... Con rể hiền, một phần ít quá, chỉ có hơn 500 lượng. Còn từ lâu phía Bắc Thành, ta bỏ 1.000 lượng mua lại, mỗi tháng kiếm được 200 lượng.
Ta khinh. Từ lâu phía Bắc thành 1.000 lượng là mua được. Cha vợ, ông giỏi làm ăn thật. Từ Lãng đã khai rồi. Nhà Từ lâu đó chủ nhà có 3 con gái bị cưỡng sát. Là Phương Cường làm. Còn ông giết cả nhà người ta. Ông chiếm từ lâu của họ. Nhà họ Phương các người thật tàn nhẫn. Các người còn ngồi đây ăn cơm. Nên cảm ơn ta rồi. Còn chê một phần ít. Con rể hiền, người nhất định phải cứu ta. Phương Hạ, ta nghe ngươi. Này con tôm của mẹ, người nhất định phải cứu đứa em tội nghiệp của ngươi. Gọi Phương Cường dậy, cùng ta đến quan phủ. Ba đứa con gái nhà đó, ngươi tưởng một mình làm được à? Ôi mẹ ơi, con dám chạy. Anh rể tha mạng, ta bị oan trong vụ án đó. Từ Lãng hạ thuốc cho ta. Ta không muốn làm, không muốn. Con ơi, con thực sự giết người mẹ à? Mẹ cứu con, cứu con. Khi con tỉnh dậy thì người phụ nữ dưới con đã chết. Lúc đó con rất sợ, con chẳng nhớ được gì. Trước đó con không nói là Từ Lãng hạ thuốc à? Khi đó Từ Lãng chưa gặp chuyện, con đâu dám nói gì. Hơn nữa người phụ nữ đó thực sự chết dưới thân ta. Khi ta tỉnh dậy còn chưa tách ra. Đồ đáng chết Từ Lãng, hại nhà họ Phương ta, kẻ tham lam này. Để hắn chết đi. Trời ơi, chúng ta chỉ là thương nhân, thực sự không dám chống lại sai nha. Hừ hừ hừ. Nếu các ngươi không tính toán, Từ Lãng dù muốn hại các ngươi, cũng không dám cản rỡ như vậy. Mẹ cứu con không muốn chết. Đến quan phủ thành thật khai báo, ta có thể xem xét giữ lại mạng cho hắn. Phải khai thật, nhanh chóng nộp sổ ghi chép Từ Lãng lấy bạc và giấy tờ nhà Từ lâu đó, nộp hết cho quan phủ. Ngươi từ đầu đã biết việc của Hứa Hạ Nhân rồi đúng không? Ngươi là vì báo thù ta, hôm qua ép ngươi gả cho Từ Lãng làm thiếp, mới để Hứa Hạ Nhân đối xử với nhà họ Phương ta như vậy. Ha 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 ha, ngươi nghĩ ta đi cầu xin hắn sẽ nghe sao? Nhà họ Phương trước đây đối xử với hắn thế nào? Ngươi không quên chứ? Ngươi thực sự nghĩ 1.000 lượng tối qua cộng bữa sáng hôm nay có thể khiến hắn ngoan ngoãn làm con rể tốt của nhà họ Phương? Ngươi đi tìm hắn, hắn muốn bao nhiêu bạc? Ta gom góp, chỉ cần Từ Lãng có thể ém chuyện này, hắn chắc chắn sẽ. Ta chỉ cần đệ Phương Cường bình an vô sự trở về. Đó là cháu đích tôn của nhà họ Phương. Cháu đích tôn? Hừ, xem ra trong mắt ngươi con gái chỉ là của nó, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ta khuyên người vẫn tiết kiệm đi. Nếu hắn muốn bạc, một lý do cũng đủ để tịch thu nhà họ Phương. Đến lúc đó toàn bộ của cả nhà họ Phương đều là của hắn. Nếu ngươi bớt tính toán, hợp tác thật thà, nộp bằng chứng Từ Lãng lấy bạc, rồi để con trai ngươi hợp tác khai Từ Lãng, sau đó sớm cắt đứt quan hệ với Từ lâu liên quan đến vụ án, có lẽ con trai cưng của ngươi còn cơ hội sống rời khỏi quan phủ nhà tù. Anh Hạ Nhân, người Nhật đến thành Nam. Từ Lãng đã làm dân oán sôi sục, nghe nói còn ép lương dân làm gái mại dâm. Nếu cho ta thêm thời gian điều tra rộng hơn, ta có thể điều tra rõ hơn. Không cần điều tra nữa, thể diện của quan phủ vẫn phải giữ. Nếu để chuyện xấu của Từ Lãng lộ ra, sau này chúng ta làm việc sẽ bị động. Vậy phải xử lý thế nào? Đóng phạt rồi thả. Đã đến lúc trở về làng Thanh Sơn, giải quyết chuyện của anh trai rồi.